Hello, đồ coi Nhật, chào tất cả anh em cần thủ nha. Hôm nay em tiếp tục lên lô cần, là hôm nay em có em lên nguyên bộ luôn cho anh em. Bộ bên em là anh em có thể thay đổi. Ví dụ như anh em không thích máy này, thích cần kia, hoặc là anh em có thể điện em tư vấn thêm, em sẽ tư vấn nhiệt tình cho anh em nha. Rồi, anh em mua càng nhiều thì giá thì càng ok hết, giá tốt cho anh em hết. Rồi, anh em liên hệ số điện thoại em có để trên màn hình nha. Rồi, đầu tiên em xin phép lên lên cần. À, trước trước khi lên cần là à, không, em lên cần trước. Em có bán cước. Em sẽ lên cước nha. Cước đầu tiên là cước này là cước phun carbon, loại này thì rất là xịn sò luôn. Loại 0.8 chuyên cho anh em câu cá khoảng là 5 kg, sức tải là 5,1 kg nha, dây cực kỳ mềm mại luôn. 2.0 sức tải là 8 kg, và 9.0 và 6.0 là sức tải là 17 kg nha. Loại này chuyên cho anh em câu chép, câu tắm cực kỳ nhạy luôn. Riêng hồ dịch vụ hoặc là hồ tự nhiên anh em đánh rất là nhạy cá luôn nha. Rồi một cuộn này giá đồng giá là 250k một cuộn nha. Đấy, loại này mà câu cái mà nhát đồ là rất là sướng luôn. Mấy dòng cước này nè, cá mà ít ăn đồ hồ mà nó nhát là anh em câu đảm bảo lên cá luôn. Dây là phun carbon 200 m, là 250k một cuộn nha. Giá là 250 một cuộn, tính ra 1.000 mấy một cuộn thôi. Đấy, dây anh em câu không bao giờ làm anh em thất vọng hết, đảm bảo luôn. Rồi, đầu tiên xin phép lên là bộ cần. Rồi, một bộ cần này là chuyên về cho anh em câu ngâm, lưu ria lóc, con tôm, con mực gì đó, là đó do anh em thôi. Rồi, một con máy này, một con máy này là một máy xay 1.500, China xuất Nhật, một và một cái cần Hàn Quốc, độ dài là 2,55 m, chất liệu là phíp. Đây, ngoại hình này, ngoại hình đọc rút ra này, phô cần là mới tinh luôn nha, chưa một vết xước luôn. Loại cây cần này câu rất là bền luôn, dàn khoen là khoen sứ luôn này, dàn khoen là khoen sứ xám này. Đấy, độ dài cái này là 2,50 m nha, chất liệu là phíp này. Đấy. Rồi, cái này mã số 1, cặp bộ này để cho anh em giá là bộ này. Rồi, bộ này để cho anh em giá là cực kỳ đẹp luôn. Rồi, bộ này để cho anh em giá là 350k một bộ này nha. 350k một bộ về lưu rê, ngâm, lân xe gì đều. Lưu rê, ngâm, con tôm, con mực hoặc là câu đây. Đấy, máy thì rất êm mượt nha, cần thì 2,50 m, chất liệu là phíp, dạng khoe này, khoe sứ này, cực kỳ mượt mà luôn nha. Đấy, rồi mã số 1, anh em cứ còn anh em cứ thể điện tư em sẽ tư vấn thêm nha, anh em khỏi phải suy nghĩ điện. Rồi, em ghi tức nha, mã số 1, máy China và cần Hàn Quốc, giá mã số 1 350k một bộ. Tiếp tục mã số A, bên em bán cần hôm nay em sẽ tặng thêm một cái bộ lưỡi nha, một bộ lưỡi của Hàn Quốc nữa, một bộ lưỡi Hàn Quốc số 5. Đấy, cái cần cần cái máy tặng thêm một cái lưỡi nha, nói chung là tất cả cần này em đều tặng một bộ lưỡi đấy anh em nhé. Rồi, tiếp tục mã số 2. Đây, mã số 2 anh em cần gì thì cứ điện em sẽ tư vấn nha. Rồi, mã số 2 tiếp tục là một con máy 3.000, một con máy 3.000 xây thật, con này là 4.000 này, và một cái cần là độ dài là 2,30 m, chất liệu là phíp. Đấy, chất liệu là phíp đây, cái cần này bát là bát hãng vạn này, dòng khoan sứ luôn. Đấy, dòng khoan sứ thế này, đọc ra này, cái này là cứng 30 nha, cứng 30, thích hợp về cho anh em câu ngâm, lân xe hoặc luôn đê lóc gì tùy anh em thôi. Độ dài cái này là 2,30 m, chất liệu là phíp, ngoại hình cần thì mới tinh luôn, bát là bát hãng vạn, dòng khoan là dòng khoan, nó chỉ bị sờn sờn mấy cái xốp này thôi, nó không ảnh hưởng gì tới phô cần nha. Đấy, máy hoạt động mượt mà này, mô pin sóng đủ tay trái phải, mô pin sóng đủ tay trái phải nha, máy hoạt động mượt mà này. Đấy, ga lên lưỡi gà này, đấy mọi thứ hoạt động mượt mà nha, mô tiếng mô pin này, đấy mô pin nha. Rồi, con này mã số 2, cặp này để cho anh em giá là một cây cần 2,30 m, và một cây mà con máy 3.000 xây thật là 4.000, về con ngâm lăn xe lưu rê gì cũng được hết. Một bộ này để cho anh em giá là một bộ. Rồi, bộ này để cho anh em giá là 390k thôi nha, miếng nước uống đó. 390k thôi nha. Một bộ này thôi. Đấy, vẫn tặng thêm anh em một bộ lưỡi số 5 nha. Đấy, anh em nhớ nha, một bộ lưỡi số 5 nữa đây. Tặng anh em một bộ lưỡi số 5 này. Đấy, một con máy 4.000 và một cây cần Hàn Quốc 2,30 m, là về anh em lưu rê ngâm gì cũng được thấy, rất là tiện dụng luôn. Và tặng thêm một bộ lưỡi nha, một bộ lưỡi Hàn Quốc số 5. Gồm có 10 lưỡi. Đây, mã số 2 390k nha. Tiếp tục mã số 3, anh em có thể đổi cần, anh em thích cái nào thì báo em nha. Tiếp tục mã số 3. Rồi,
Mã số 3 tiếp tục là một cặp càng tiếp tục. Đây. Đây một cây càng là một cây càng là đây, một cây càng là carbon nha, chất liệu là carbon. Dòng này là chuyên về cho anh em câu ISO nha. Một con máy xay 1000 và một cây càng ISO carbon sóng vòng này. Đấy. Con này là độ dài là 5m4 này, dàn khoe là Fuji ISO nhỏ này. Đấy. Em lên từ là hàng rẻ tới cao cấp đều có hết nha. Rồi. Rồi cây này là độ cứng là khoảng là độ 2, độ dài cây này là 5m4 này, chất liệu là carbon này. Loại này mà anh em câu chép thì rất là sướng luôn. Rồi. ISO khoe nhỏ cần tay trợ máy, độ dài cây này là 5m4, một con máy 1000 và một cây càng 5m4 đấy, rất là nhỏ gọn luôn. Anh em về cầu câu đài rất là sướng. Máy em mượt nha. Con này là mobi sóng đôi tay trái phải này, máy cực kỳ em mượt luôn. Rồi, bộ này để cho anh em giá là một bộ này nha. Giá cho anh em giá chỉ là bộ này, một bộ để cho anh em giá là 900k thôi nha, 900k một bộ này. Cần carbon, máy là China xuất nhập, size thứ máy 1000, máy hoạt động mượt mà. Rồi một bộ này 900k nha. Mã số 3. Tiếp tục mã số 4. Còn anh em rồi, tiếp tục mã số 4. Mã 4 tiếp tục là một con máy, một cây càng Hàn Quốc xuất nhập 2m30 và một con máy 2000 của Shimano Malaysia xuất nhập. Anh em nào thích bền hơn một cái cây càng đã bền rồi nha. Anh em thích con máy đổi con máy bền hơn thì lấy con Shimano này. Đấy. Con Shimano này về anh em lưu ngâm lăn xe cũng đều được hết nha. Máy 2000 nhưng mà sức tải nó rất là lớn luôn. Nó chạy trang bị tới 4 bạc đạn. Đấy, con này cũng mô pin sống đôi tay trái phải nè. Mọi thứ hoạt động tốt hết nha, mô pin sống đôi tay trái phải nha. Đây. Mô pin sống đôi tay trái phải nè. Đấy, tiếng lư gà của nó đó. Rồi. Máy siêu mượt luôn. Rồi, một cây cần phíp, máy siêu mượt, dàn khoan là dàn khoan các hãng này, đọc chúng ta cần mới tinh luôn, chưa một cái xước luôn nha. Rồi, bộ này để cho anh em giá là bao nhiêu đây? Rồi. Bộ này để cho anh em giá là một cây càng 2m30 và một cái máy Shimano 2000 Holiday. Con này là của Shimano Malaysia xuất nhập, máy hoạt động mượt mà, mô pin sống đôi tay trái phải. Mã số 4. Cặp này để cho anh em giá là một bộ. Rồi, bộ này để cho anh em giá là 500k nha, 500k. Tiếp tục mã số 5. Mã số 5 tiếp tục là một cặp càng đấy. Mã số 5 tiếp tục là một cái càng flip 4m20 chuyên cho anh em đánh mặt biển này. Dòng này chuyên cho anh em đánh mặt biển nha. Và một con máy là 5000, một con máy trang bị là 5000, dàn khoan này. Dàn khoan là dàn khoan Fuji luôn nha. Con này. Rồi, trang bị dàn khoan khoan Fuji luôn nha. Đọc rút ra này, câu càng này. Đọc rút ra này. Đấy. Câu càng này. Đấy, con này là cứng 25, độ dài cái này là 4m20, trang bị là khoe Fuji. Đấy, khoe Fuji, bát Fuji. Bát Fuji nha. Size là 5000, size là 4m20 với cứng 25 và cùng một con máy size 5000, size thật là 6000. Đây máy hoạt động mượt mà này. Một bộ này là để cho anh em giá là một con máy China xuất nhập và một con càng Fit Japan 4m20. Ngoại hình thì có cũ theo thời gian nha. Rồi, cặp bộ số 5 này để cho anh em giá là rồi. Bộ này để cho anh em giá là mã số 5. Rồi để cho anh em giá kẹp này là 550k nha. Mã số 5 550k, 4m20 và một cây cần. Một con máy 5000, xây thật là 6000. Tay quay là bằng cơ luôn nha. Tay quay là bằng cơ, cực kỳ khó gãy luôn nè. Đấy. Rồi. 550k bộ này. Mã số 5. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 tiếp tục, về chút em lên cần tay nữa nha, em sẽ lên combo cần tay nữa. Rồi, tiếp tục mã số 6. Càng quá trời đây, không có sức like thôi. Rồi, tiếp tục một phong cần Hàn Quốc xuất nhập tiếp tục. Và một con máy Ecomi, con này được sản xuất tại Nhật. Đây, con này là độ dài bao nhiêu đây? Rồi, con này độ dài là 2m50 và một con cần là Ecomi. Gatio là 5.1, size thêm máy 3000, size thật là 4000. Đây, phong máy đây. Thích hợp cho anh em lưu rê ngâm lăn xe gì đều được hết. Dàn khoe là dàn khoe xứ xám nha, dàn khoe xứ nè. Này anh em rút ra này, đấy phô càng này, đấy phô càng rút ra này, phô càng mới tinh luôn nha, phô càng mới tinh luôn. Anh em chỉ về việc câu thôi, khỏi sợ gì hết. Rồi, độ dài 2m50 và một con máy 3000, xây thật con này là 4000, Gatio là 5.1, thông số cước hồi nãy giờ em quên đọc thông số cước cho anh em nha. Cước số 4 vào được 120 mấy, cước số 3 vào được 170 mấy nha. Máy hoạt động này,
Đấy, máy hoạt động cực kỳ mượt mà nha. Con này là Ikumi của thằng Ryobi, được sản xuất tại Nhật luôn. Rồi, một bộ này để cho anh em giá là một bộ, một cần, một bộ này là giá. Tất cả cần em đều ba tặng lưỡi nha. Có nhiều lúc em quên nha, em sẽ tặng thêm một bộ lưỡi hết. Rồi, mã số 6. Mã số 6, một con máy và một cây cần. Rồi, để cho anh em giá cây này là máy và cần. Rồi, bộ này để cho anh em giá là 580k. Rồi, 580k bộ này nha. À, cần em bán ra là chưa bao gồm phí ship nha. Tất cả đơn hàng là phí ship là 35k. Đấy, 580k. Tiếp tục mã số 7. Tiếp tục cặp số 7. Cặp số 7 tiếp tục là một cây cần đây. Đây. Mã số 7 tiếp tục là một con cần, cây này là một cây cần trích tác hàng nội địa Nhật, size thêm mấy một cây cần 3 mét. Chất liệu là phíp nha, độ cứng cây này là 25 thôi. Đấy, một cây cần 3 mét này độ cứng cây này 25 thôi. Độ cứng rất là thấp. Cứng 25 20. Rồi, độ cứng cây này khoảng 20 thôi. Độ cứng 20, độ dài là 3 mét nha. Chất liệu là phíp này, đầu của ta này, khâu cần cũng còn mới nè. Rồi dàn khoan là dàn khoan fuxi nhưng mà khoan nhựa nha. Dàn khoan fuxi nhưng mà khoan nhựa nè, khoan nhựa. Rồi, máy là một con máy 5.000, sẽ thật là con này là 6.000 nè. Một con máy China xuất Nhật và một cây cần hàng nội địa Nhật phíp. Đấy, bộ này để cho anh em giá là cây cần cứng 20 và một con máy 5.000, thích hợp cho anh em câu ngâm. Ngâm lăn xe. Rồi, cặp này để cho anh em giá là mã số 7. Cặp này để cho anh em giá là hai cần, một cần và một máy. Rồi, đủ này, bộ này để cho anh em giá là 400k đi. 400k. 400k nha, mã số 7, 400k. Tiếp tục mã số 8. Tiếp tục là mã số 8. Mã số 8 tiếp tục là một con cần Hàn Quốc, một cái cần gọi là một cái cần Hàn Quốc là cần quốc dân. Cây này là câu rất là xịn luôn. Nãy em lấy rất là nhiều cho anh em nãy giờ luôn nha. Rồi, một con máy Shimano 2000 nữa. Con này thì cặp này về lure thôi quá đỉnh luôn. Cần thì mới tinh luôn, khỏi phải suy nghĩ luôn nha. Chỉ cần một cái xước là anh em hoàn về lại cho em. Cần cơ chỉ cần một cái xước là anh em hoàn về cho em nha. Cây này là cứng 30, độ dài là 2m30. Chất liệu là phíp, cần máy là máy Shimano, xây thứ máy 2000, xây thật là 2000, chạy thứ 4 mặt đạn này. Đây, 1, 2, 3, 4 mặt đạn này. Đấy, con này là mua viên sóng đôi tay trái phải nha. Máy hoạt động mượt mà, về lưu rê hay là ngâm gì cũng đều được hết. Rồi, con này chỉ có cái mút sốt nó là hơi tệ thôi, nhưng cần rất là ngon luôn. Rồi, mã số 8, bộ này để cho anh em giá là bộ này. Rồi, một con máy và một cái cần. Rồi, để cho anh em giá bộ này là 500k, mã số 8 nha, 500k. Đấy, tiếp tục mã số 9. Em sẽ lấy từ từ bình thường tới cao cấp nha. Rồi, tiếp tục mã số 9. Mã số 9 tiếp tục là một cây cần carbon. Đấy. Anh em biết cần Suzumi chưa? Đấy, Suzumi. Đấy, cây này là đây, một cây cần Suzumi này. Cây này được sản xuất tại Hàn Quốc nha. Đấy, độ dài là 3 mét. Suzumi cũng có sản xuất tại Nhật luôn. Đấy. Câu ngoài là trang bị là một cây cần chất liệu là carbon, nước sơn cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp luôn nha. Đây, độ dài là 3 mét Suzumi này. Dàn khoan là Fuji, dàn khoan là khoan hãng số 6 này. Dàn khoan hãng số 6 nha. Đây, rút ra cho anh em xem này. Cây này là cứng là khoảng là 20-25 nha. 20-25, độ dài cây này là 3 mét này. Cần là mới tinh luôn. Chưa một cái xước, chưa xuống nước lần nào luôn. Đấy, còn một con máy là đây qua. Con này là size khoảng 5.000. Thông số cước của nó đây. Để em đọc thông số cước nha. Đây, tiếng mobile này. Cước số 4 vào được 220m, cước số 5 vào được 170m và cước số 6 vào được 140m nha. Đấy, con này, một con máy này cực kỳ mượt mà. Anh hãy thật cho anh em con ngâm lăn xe nha. Ngâm lăn xe, đánh lục. Rồi, một cây cần 3m và một con máy 5.000. Rồi, một cây cần Hàn Quốc và một con máy Daiwa Japan. Trang bị là thân kim loại. Thân kim loại, tay quay kim loại và cối carbon này. Đấy, thân tay quay kim loại này thì bao giờ mới gãy, bao giờ mới hư và bao giờ mới mua, bao giờ mới gặp lại em. Đấy, dàn khoen này, dàn khoen là dàn khoen dàn khoen này, dàn khoen số 8 nha. Rồi, bộ này mã số 9. Mã số 9 này, bộ này để cho anh em giá là số 9 cần carbon và một con máy. Rồi, để cho anh em giá cặp này là bao nhiêu ta? Máy cần. Rồi, để cho anh em cặp này để cho anh em giá là 800k thôi. Mã số 9, tiếp tục mã số 10. Mã số 10 tiếp tục là một cái cần carbon và một con máy khá là... Đây, một con máy đây qua cho anh em căng loại mọi loại cá luôn nha. Đây,
một cây cần là nó ghi BBXT nha, nhưng mà em đo ví dụ như em đo bằng tay nó thì nó cứng khoảng 25 27 thôi. Đấy. Một cây cần này BX nè, con này được sản xuất tại con này được sản xuất tại Nhật luôn. Con này được sản xuất tại Nhật nha, nhưng mà nó trang bị là bát hãng. Khoan là khoan Fuji nha. Đấy, khoan bát hãng, khoan Fuji. Đấy, một cô máy này Ranger Daiwa. Dân chơi nhìn phát biết liền. Xây thêm máy 4.000, xây thật là 6.000. Đây, máy thì cực kỳ êm mượt, thích hợp cho anh em đến lục xa bờ nha. Thích hợp cho anh em đến lục xa bờ. Chỉ có chế độ là mua pin sống, đôi tay trái phải hết. Mọi thứ hoạt động tốt hết nha. Nên anh em chơi là thoải mái, khỏi phải suy nghĩ luôn. Con này dòng cực kỳ trâu bò, chuyên cho anh em câu đánh lục xa bờ, khẩu tra, đánh bạc bị dấn. Đây, cây cần này, rút ra này. Đấy, cần là mới tinh luôn nha. Một cây cần mới tinh và một con máy. Rồi, bộ này để cho anh em giá là 1.600.000. 1.600.000 mã số 10 nha. Một cây cần cứng là 25 và một cây cần là cứng 25 4x20 và một con máy là xài theo máy 4.000, xài thật là 6.000. Cước số 5 vào được 200 mấy, cước số 6 vào được 150 mấy nha. Rồi, một bộ này để cho anh em giá là 1.600.000 mã số 10. Tiếp tục em có tặng hết bò một bộ lửa nha. Anh em thuận quay. Rồi, tiếp tục là một cái cần rồi tiếp tục là một cái cần carbon. Tiếp tục là một cái cần carbon, độ dài cái này là 2m1 này, chất liệu là carbon mà và một con máy là máy 2.500 à. Một con máy Ranger 2.500. Đấy. Thì anh em lưu hai ngâm lăn xe gì đều được hết nè. Con này là dòng Ranger Rensuit 2m70 và con máy này cũng là Ranger luôn. Đấy, hai con này chắc là con này Rensuit, con này Ranger này, hai con này gặp nhau là đúng bài luôn, một con đỏ một con trắng. Đấy, con này thì nó trang bị bát hãng, khoen hãng này, khoen này là khoen xứ xám nha. Đấy, nước sơn khoen thì nó có bị rỉ rác ở ngoài cái khoen này, còn ở lòng là lòng sứ này, là anh em khỏi yên tâm nha. Cái này là cứng là 20 thôi, độ dài cái này là 2m70, chất liệu là fib, chất liệu là carbon. Đấy, chất liệu là carbon, dòng này là carbon thường này. Cái này là của thằng XVR Hàn Quốc xuất Nhật và một con máy Daiwa Ranger Japan. Đấy, con này thì quay nó hơi bị sượng nha. Này, để em vào dầu mỡ rồi gửi cho anh em nha. Bộ này một cái cần carbon và một con máy Daiwa Japan. Bộ này để cho anh em giá là, đây con máy thì có bị sơ xước này. Đấy, có bị sơ xước đây nha. Đây, rồi thông số cước là cước số số 4 vào được 100 mấy, cước số 3 vào được 150 mấy nha. Rồi, bộ này để cho anh em giá là một con máy Japan và một cái cần carbon Hàn Quốc xuất nhập. Máy và cần. Rồi, để cho anh em giá là 800.000. Tiếp tục mã số 13. 13 tiếp tục là một con 13, 13 tiếp tục là một con cần. Rồi, 13 tiếp tục là một con cần, một con máy là Hàn Quốc xuất Nhật Metet. Và đây, xây con này là khoảng con này là xây 1.000 nha. Và một cái cần carbon, một cái cần carbon Hàn Quốc luôn, Marine, cứng 20, độ dài là 3m, Korea xuất Nhật, độ dài là 3m này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji này. Đấy, cây này cứng này. Rồi, cây này cứng tới khoảng là 25-27 á, cứng 25-27 này, chất liệu là carbon sống vòng này, phâu cần cực kỳ đẹp luôn nè. Đấy, rồi mã số 13 cặp này một cái con máy 1.000 và một con máy 1.000, một cây cần 3m nha, carbon nha. Rồi, bộ này về anh em lưu rê là đúng bài luôn, tay quay đôi luôn nha, tay quay đôi luôn. Rồi, bộ này để cho anh em giá là 900.000, mã số 13, 900.000. Tiếp tục mã số 14. 14 tiếp tục là một bộ cần. 14 tiếp tục là một cây cần Daiwa, một cây cần Daiwa này cứng 15, độ dài là 3m, chuyên cho 3m60, thích hợp cho anh em đánh lục đầu cần này. Dòng này là Shoot Power nha, DX Shoot Power này. DX Shoot Power này, dàn khoe đây. Cây cần là một con máy Navi này. Đấy, một con máy Navi Shimano nha, xây thương máy 2.000, xây thực là 4.000. Đây, mô pin sống đôi tay trái phải, máy hoạt động mượt mà này. Dàn khoen là dàn khoen Fuji nha, dàn khoen Fuji này. Đấy, đọt rút ra này, phâu cần này, chất liệu là carbon này. Đấy,
một cây cần Daiwa cứng 15, độ dài là 3 mét, và một cây một con máy Shimano xay thân máy 2000, xay thật là 4000. Rồi cặp này để cho anh em giá là mã số 14, cần carbon và máy Sapan Shimano Sapan. Rồi bộ này để cho anh em giá là 1.300.000 một bộ nha, 1.300.000 một con máy và một cây cần, 1.300.000 cần carbon đây qua nha, 1.300.000 mã số 14. Tiếp tục mã số 15. 15 tiếp tục là một bộ cần. 15 tiếp tục là một bộ cần carbon hai da đây qua này. Một cái cần carbon đây đây qua này cực kỳ xịn sò này, mới tinh luôn nha. Chiên cho anh em đấy. Chiên cho anh em đến mặt biển này. Đấy, càng cực kỳ vip luôn nha. Cứng 25, độ dài là 4m20 này, cắt đều là carbon hai da, nổ gan cục cụ này. Và khoe là xích dạo quang này. Đấy, đọc rút ra này, khô càng hai da, càng mới tinh nha. Cái càng này là càng cổ nhưng mà cực kỳ mới luôn. Và một con máy đây qua 3500, sự thật con này là 5000. Chiên cho anh em đến mặt biển một bộ này đây. Đấy, một bộ này. Đấy, càng và máy cực kỳ đẹp nha. Đấy. Một cần và một máy, con này là Daiwa Sapan phải không? Em coi nè. Rồi Daiwa con này là của Thái Lan xuất nhập. Daiwa Thái Lan xuất nhập. Dòng Ranger, dòng này là chiên cho anh em đánh bộ lực đây. Chiên cho anh em bộ lực, form máy cực kỳ nhỏ nhưng mà đánh cực kỳ đỉnh luôn. Cài tải cá lớn rất là xịn luôn. Mua pin sống đủ tay cái phải nè. Đây máy thì có trời xéo, trời xước theo thời gian nha. Đây máy có trời xước theo thời gian này. Rồi bộ này để cho anh em giá là một cần và một máy. Một cần và một máy để cho anh em giá cặp này là màu một triệu 700.000. Cái này là carbon hai da nha, cái này là carbon hai da, nấu ăn cùng cụ này. Một bộ này để cho anh em giá là 1.700.000, mã số 15. Tiếp tục là mã số 16. Mã 6 là một cái cần Olympic, dòng này là dòng super carbon này, chiên cho anh em lure. Cái này là độ dài là 3 mét, dòng là canter, dòng canter nha, cái nào là hàng Sapan luôn. Và một con máy là hàng Quốc xuất nhập, máy cực kỳ đẹp luôn này. Đây máy con máy này, con này cũng chiên cho anh em lua lóc nha. Đấy dàn khoe đây, dàn khoe là dàn khoe Fuji này, đọt rút ra này, cô cần này. Đấy chiên cho anh em lure nha, cái này là cứng khoảng 20-25 thôi, chất liệu là carbon sáng vòng. Đấy ngoại hình phong càng cực kỳ đẹp và con máy cũng rất là đẹp luôn. Rồi bộ này để cho anh em giá là, rồi con này để cho anh em giá là 1.300.000 nha, 1.300.000 bộ này. Bộ này là 1.300.000 này, càng carbon Olympic, dòng là dòng super carbon tinh vàng và một con máy Hàn Quốc xuất nhập, máy phun máy cực kỳ đẹp luôn, 1.300.000 bộ này. Mã số 16. Rồi tiếp tục lên càng giá rẻ. Tiếp tục mã số 17. 17 tiếp tục là một cây cần flip. Đây một cây cần flip và một cây máy, con máy Ryobi này. Đấy. Máy hoạt động mượt mà này, con này là xây theo máy 1000, xây thật con này là khoảng 2000 đây. Máy và càng nhỏ xíu xiu đây. Về lưu re lắp con tôm con mực rồi rất là sướng luôn. Rồi, con này là chất liệu là flip này, dàn khoan là dàn khoan là Fuji nha, Fuji xíu trắng. Đấy, đọc rút ra này. Dàn khoan là đây. Đọc rút ra này. Rồi cái này là cứng là 10-15, độ dài cái này là 2m4, chất liệu là flip và một con máy xây theo máy 1000, xây thật là 2000 của thằng Ryobi. Ngồi hình đi càng này có cũ theo thời gian nha. Rồi mã số 17. Bộ này để cho anh em giá là một bộ. Rồi, bộ này để cho anh em giá là 400.000 nha, mã số 17. Tiếp tục mã số 15, 18. 18 tiếp tục là một bộ càng, một bộ càng, một con cây càng 2m70 và một cây càng Hàn Quốc nha. Rồi, con này là xây theo máy 4000. Xây thật con này là 4000 luôn. Đây, bộ này này ngồi hình càng có bị xe xước này. Mà con máy 4000 này, dòng này là dòng mát Hàn Quốc xuất nhập luôn. 4000 và một cây cần đây, dàn khoe là dàn khoe Fuji xí trắng này. Cái này là cứng là 20-25, độ dài cái này là 2m70, chất liệu là flip. Rồi bộ này cũng để cho anh em giá là mã số 18. Bộ này để cho anh em giá là 450.000 nha, một con máy Hàn Quốc 4000 và một cây cần flip 2m70 cứng 25. 450.000, mã số 18. Tiếp tục mã số 19. 19 tiếp tục là một cây cần siêu vip. Đây, một cây cần siêu vip luôn. Đây. Một cây cần siêu vip nha. Đây, bộ này là giá là 10 triệu nha. Bộ này giá là 1 triệu triệu. Một cây cần Olympic này chất liệu là carbon hai da này. Đấy. Cây này là 4m05, dòng super carbon. Dòng super carbon nha, 4m05. Cứng 30. Cứng 30, độ dài là 4m05 và một con máy là Daiwa, dòng là
Canter này, size là 3000 này, con này là đời 2010 nha. Đấy, size thương máy 3000, size thực con này là đây này, thông số cước này. Cước số 2.5 vào được 200m, 1.5 vào được 350m. Rồi con này size tương đương khoảng là 5000 nha. Đấy, chuyên cho anh em đánh lục bạc biển. Con này là dòng đời cao 2010 nha. Đấy. Phong máy thì siêu đẹp rồi. Đấy. Con này là hàng Sapan nha, đây qua Sapan và một con Olympic Sapan luôn. Bản trưng bày khoe là khoe xích nha. Cái này là cứng 30 độ lại 4m5 này. Đây anh em nhìn cái phô càng này, sắn cùng cùng luôn này. Đấy. Sắn cùng cùng luôn nha. Đấy. Phô càng siêu đỉnh luôn. Rồi cây này mã số 19, hàng Sapan, một con máy Daiwa và một cây càng Olympic. Bộ này giá là 10 triệu nha. Mã số 40 19, bộ này thì mới tinh luôn. Có con máy này nó chỉ màu bị một chỗ này, nó sẽ xước nhẹ thôi nè. Xước nhẹ một xíu siêu chỗ này thôi. Rồi, bộ này giá là 10 triệu. Mã số 19. Tiếp tục mã số 20. 20 thì cũng là một cây càng carbon hai da. Đấy, một cây càng carbon hai da này, một cây càng carbon hai da và một con cấu nông. Con này là hàng Daiwa Sapan. Đấy. Con này là dòng Canvic, cây này là hàng Sapan luôn. Đấy, con này là hàng Sapan luôn nha. Đây. Đây, cây này là dòng khoe, là dòng khoe Fuji nè. Dòng khoe Fuji nè, đầu phút ra nè. Đấy. Đây, cái này là chất liệu là carbon hai da này, nấu gan cùng cùng luôn. Nên anh em câu rất là sướng luôn, khỏi phải suy nghĩ luôn nha. Rồi. Cây này là cứng 30. Cứng 30, độ dài cây này là 4m20 nha. Cứng 30, 4m20 và một con máy cấu nông chuyên cho anh em đánh lục xa bờ. Bộ này để cho anh em giá là một bộ. Rồi. Bộ này để cho anh em giá là, rồi con này để cho anh em giá là 4,5 triệu nha. Cặp này, bộ này để cho anh em giá là 4,500k. Mã số 20. Tiếp tục mã số 21. Tiếp tục 21 là một con máy Daiwa. Đây, một con máy Daiwa dòng Long Ben nè, cứng 30, độ dài là 4m, hàng Daiwa nha. Rồi cây này là trang bị là máy Ultra nè, dòng khoe là dòng khoe xích nè. Đây, đọc rút ra nè. Đấy, phô cần này thì anh em khỏi phải suy nghĩ luôn. Carbon hai da, nấu gan cục cụng nè. Nhạc hơi ồn nè, em sẽ like hơi nhanh cho anh em nha. Rồi, một con máy Ultra này, máy hoạt động mượt mà, xây thêm máy 6000, xây thật là 9000. Cây này là cứng 30, độ dài là 4m. Rồi bộ này để cho anh em giá là 4,500k luôn, 4,500k nha bộ này. Đấy, khoen là khoen xích nè. Đấy, rồi 4,500k luôn nha. Mã số 21. Rồi anh em nhớ liên hệ số điện thoại có ghi trên màn hình nha. Rồi